thư quán. Shop 101 nhé, anh em nhớ đăng ký kênh nhiệt tình. Phái người bảo vệ nghiêm ngặt. Một khi vị dân sư này quay về, lập tức bẩm báo cho ta, ta với đích thân đến xem thử. Rõ. Học viện Hồng Thiên, giảng đường của Lục Tầm. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp được. Nếu vị dân sư này nhìn chúng ta, cho chúng ta trở thành học đồ, thì sau này trở thành danh sư chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đúng thế. Chứ dù thế nào thì cũng phải đi bái kiến, tranh thủ để lại ấn tượng tốt trước mặt dược sư. À đúng rồi, bên Trương Huyền sao rồi? Hắn à? Hắn chỉ là một bước đệm cho ta trên con đường đến danh sư mà thôi. Không tính là gì cả, yên tâm đi. Ta tự lựa chọn viện đối kháng với hậu viện của hắn. Đều đang bí mật tu luyện. Không đến mấy ngày nữa là có thể đột phá cảnh giới lớn rồi. Nhất định sẽ thắng lợi ở đánh giá giáo viên lần này, từ đó gây sự chú ý cho các danh sư. Vậy thì tốt rồi, ta xin chúc mừng người trước. Đa tạ đa tạ. Đây là giá sách cuối cùng rồi. Ngày thứ năm ở tàng thư khố, vật vả mấy ngày trời, cuối cùng cũng đã xem xong rồi. Xem ở đây có loại sách gì nào. Đây toàn là sách liên quan đến đọc. Kìa đi, mặc dù không muốn học đọc chữ, nhưng cứ đọc xem qua. Phòng bị kẻ gian hại, liên tục 5 ngày 5 đêm không chợp mắt, cộng thêm sử dụng tinh thần cao độ, bí huyệt cảnh đỉnh cao cũng không chịu đựng nổi nữa, là nên trở về ngủ một giấc thôi. À đúng rồi, chưa thể ngủ được. Cách ngày mua phá âm đạn và cự tề thú huyết dịch còn 10 ngày nữa, chắc đồ cũng đã sắp tới nơi rồi. Mền tuyền tị quá rồi, nên quay về phủ để một chuyến thôi. Mong những ngày qua có người tìm đến, như thế tiền sẽ gồm đủ. Ai buồn ngủ quá, muốn ngủ quá đi mất thôi. Phía trước là phủ đệ của Đỗ Kiều, cái tên nhà giàu nhất nhưng bất nhân, làm nhiều chuyện ác, mặc dù gặp phải bọn cướp, chuyện làm ăn thì gặp trắc trở, nhưng lạc đồ gốm còn hơn ngựa. Đi chờ một chuyến đi, đấu tiêu vài ngày rồi đó. Trương Mặc, Trương Liêu. Phường trộm cắp có tiếng ở Thiên Huyền Vương Quốc, chuyên ăn trộm của nhà giàu, cướp của nhà giàu chỉ cho người nghèo cũng coi như là chính nghĩa. Có điều phải chọn đúng cái thời gian xác định hậu về và thói quen mới có thể ra tay. Rẽ thêm một đoạn nữa, phía trước nữa là tới rồi. Ta từng đến đây một lần. Đây là chuyện gì thế trời? Mau nhìn kìa, đó là bác Tý Thần Long mà. Không phải. Trong một lần vậy bắt mạng thú án bị thương, biến miễn trước mắt có biết bao nhiêu người ư? Đúng là bác Tý Thần Long, Lô Vương Khải Thật rồi. Còn có người kia là Lồng Nhàm Thiết Thủ Phòng Tuấn, đệ nhất cao thủ hạng Tuyết Thành, là sự tồn tại ngang hàng, ngang vế với bệ hạ Thẩm Trụy. Tuy là không thông huyền cảnh trung kỳ, nhưng có thể đứng xếp hàng ở đây chứ. Còn có Thư Sinh Mặt Trắng Hồ Hiếu Bạch, Thác Ưng Nhãn Thần Đoàn Cửu Giang, Thiết Tật Lệ Long Thiên Hải. Quay lại, những người này ai cũng là cao thủ nổi tiếng Thiên Huyền Vương Quốc, yếu nhất thì cũng đạt đến thông huyền cảnh sơ kỳ đó. Không thể để bọn họ phát hiện được. Những cao thủ này đều vô cùng kiêu ngạo, không ai coi ra gì, mà ban đầu bệ hạ Thẩm Trụy mới có thể đến được những chẳng được mấy ai tới, sao lại đứng xếp hàng ở đây vậy? Ta cũng không biết, nhưng thật sự gặp phải người này thì có muốn chạy cũng không thoát, sẽ bị đánh chết tại chỗ mất thôi. Lâu lắm rồi không quay về, vốn cho rằng tìm được nhà giàu lớn có thể tiêu diêu một phen, sao lại biến thành tới này chứ? Ai ngờ thật khiến người ta đau đầu. Này ca, hay là chúng ta còn đi trộm nữa không? Trộm à? Trộm cùng mẹ người á?
Khôn nói không thể đi vào, cho dù có thể vào được, thì nhiều cao thủ đứng trước cổng thế kìa. Ta sợ chưa đi đi đến cổng thì đã bị đánh chết trong đó rồi. Ấy. Nhìn kìa, là bị hạ thẩm truy. Quả nhiên, vương thất sẽ không để yên. Có điều không ngờ bệ hạ lại đích thân đến. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ người đến rồi. Hôm nay bệ hạ đến sớm mà vị trí của người thần đã giữ giúp lại cho người đó một quà đó đi. Đây, rốt cuộc là chuyện gì? Đường đường là quốc vương của Thiên Huyền Quốc cũng đến đây xếp hạng. Ai có thể nói cho ta biết sống ở trong phủ đệ này rốt cuộc là ai không vậy? Lại có người đến nữa rồi. Đây là danh sư. Ba vị danh sư một sao. Bởi kiến lưu sư, trang sư và trình sư. Hóa ra, ba vị danh sư đến dân bài chẳng trách bị hạ lại đích thần đến đoán. May mà chưa ra tay đâu không đã nghéo mất tiêu rồi. Có điều đại ca, nếu như danh sư đến giảng bài thì sao lại không vào? À đúng thế, chẳng lẽ phủ địa này còn có chủ nhân khác nữa? Đây đã có người ra kìa. Đây không phải là Tôn Cường, cái tên chuyên cho thuê nhà ở Thiên Vũ ư? Tôn quản gia, không biết hôm nay Dương sư đã về chưa? À, tức là ngại quá, lão già vẫn chưa về, các vị mời về đi ạ. Nếu thực sự lão già quay về thì tiểu nhân sẽ phái người đi thông báo cho các vị. Trầm đi hai. Ông trời ơi, cầu xin người mau báo lão gia nhà chúng ta về đi mà. Suốt ngày đối diện với nhiều cường giả như thế này, ta thật sự chịu đựng không nổi nữa rồi. Vẫn chưa quay về. Vậy hôm nay chúng ta cứ đứng ở đây đợi đi. À, mọi người hay là đừng. Lão gia. Đây là chuyện gì? Xếp hàng giờ dần dật cái thứ quỷ gì thế này? Nhìn thằng men với cái thằng. Thằng này giống y gì đúc hả? Lão gia. Đây là lão gia khiến nhiều người đứng đợi ư? Cái tên này đâu có một rạp ba đầu sổ tay. Sao có thể khiến cho quốc vương danh sự đều cam tâm tình nguyện đợi ở ngoài cửa chứ? Lão già, người cuối cùng cũng đã về rồi. Tiêu Cường, chuyện gì thế này? Mau tả cho ta ra. À, những người này đều đến tìm người. Dương sư, ở tại hạ. À, ta đang hỏi quản gia ta. Ta đang nói chuyện, ai cho người xen vào? Ôi mày ơi, thế này cũng quá trâu bò rồi đi. Đây là quốc vương bệ hạ của Thiên Hiền Quốc đó, lại nói như thế. Không hổ là lão già, vẫn ác liệt như thế. Đến cả bệ hạ cũng không thèm để vào mắt. Ta, ngươi tiếp tục nói đi. Dạ vâng. Mấy ngày nay, lão già không có nhà. Những người này đều đến bái kiến người. Có bệ hạ tẩm truy còn có... Quốc vương cũng đến rồi hả? Ở đâu sao ta không thấy? Là tại hạ. Ngươi, sao một quốc vương mà chẳng có khí chất gì hết thế? Ta mới quay về từ tàng tư khố của nhà hắn, vậy mà lại giao huấn hắn một trận. Ôi đây. Tại hạ là Thẩm Truy. Ta xin giới thiệu với Dương sư. Ba vị này là Lưu sư, Trịnh sư và Trang sư. Lộ sư, danh sư. Không phải nói đến Thiên Hiền Vương quốc không có danh sư. Lấy nào lại xuất hiện ra ba người tên này? Ta mới đi có mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Lật, Trang Huyền, Trịnh Phi, bái kiến Dương sư. Bốn người các người cùng ta vào trong đã. Lưu Huỳnh, người thấy sao? Hát Nguy Trạc không phải bộ dạng thật. Nhìn da dễ và cử động chắc là còn rất trẻ, tuyệt đối chưa tới 30, sợ là 25 tuổi, cũng chưa tới nữa. Quả nhiên là danh sư. Không dám lộ diện, mặt thật cũng thùi đi, đến cả 25 tuổi cũng chưa tới.
Cái nơi đất nước xa xôi hẻo lánh này sao lại có dân sự trẻ tuổi như thế? Hơn nữa, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, tinh thần hắn mệt mỏi. Nếu là dân sự thật, thì sao lại xuất hiện cái tình trạng này được chứ? Là giả thì không thể nào là thật được. Lát nữa, nghĩ cách vạch trần hắn là được. Không biết ba vị dân sự hôm nay đến thăm là có việc gì? Ồ, nghe nói dường sự tinh thông y đạo, giỏi việc giúp người khác phá đầu tù vi. Bọn ta mạo phạm đến là muốn trị giáo. Cụ thể là chuyện gì xin cứ nói. Không được rồi, buồn ngủ quá. Phải nhanh chóng kiếm 200 vạn mua xong dược liệu, sau đó phải tìm một nơi đánh một giấc thôi. Đúng là gia chủ thế nào, tì quán gia thế đó. Ta nói sao quản gia kia lại không có ai ra gì, hóa ra là không được, là học được từ gia chủ. Là ta có chút vấn đề về tù vi. Muốn thỉnh giáo Dương Đại Sư. Hiện tại ta đã đạt đến tông huyền cảnh đỉnh cao, còn cách một bước nữa là đến nửa bước tông sư. Nhưng cho dù tu luyện như thế nào thì cứ cảm thấy chân khí ngưng tụ trong cơ thể vô cùng chậm. Bất luận thế nào cũng không vượt qua được bước cuối cùng này. Dùng hết cách, các cách rồi nhưng cũng không biết tại sao. Vẫn mong Dương Đại Sư chỉ điểm cho ta. Thông huyền đỉnh cao à? Thực lực bây giờ của ta chỉ có là bích nguyệt cảnh đỉnh cao. Thông huyền cảnh luyện thế nào cũng muốn biết đấy. Gặp cái là hỏi nửa bước tổng sự. Vấn đề của danh sự thật khiến người ta đau đầu mà. Thế này đi, đánh một quyền cho ta xem thử. Được. Mượn tạm Thiên Đạo Đồ Thư Quán trước vậy. Hử? Ha! Thế là đi chấp mấy nhất rồi, chấp 102. Anh em nhớ đăng ký kênh Nhiệt Tình nếu thích bộ này nhé. Và nhớ đăng ký cái kênh Manhwa, chuyên sẽ làm bộ về Manhwa. Chẳng hạn như ta thăng cấp một mình, rồi thương nhân. Nói chung là những bộ về Manhwa, anh em nhớ đăng ký kênh giúp.